Mới đây mà xã hội xứ Trung lại náo loạn bởi những thông tin liên quan tới Châu Kiệt Luân. Nguồn cơn xuất hiện từ một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, tố Châu Kiệt Luân phản bội bà xã Côn Lăng, ngoại tình với một tiếp viên hàng không, thậm chí cả hai còn có một đứa con chung. Trong bài đăng còn có hình ảnh Châu Kiệt Luân chụp cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên mạng đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Thời gian gần đây, người hâm mộ chứng kiến vô số thông tin sốc nơi thông tin lần này của Châu Kiệt Luân xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Scandal này trực tiếp ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng của nam diễn viên. Tuy nhiên, người hâm mộ lật lại bài đăng của nữ tiếp viên cách đây 2 năm và nhấn mạnh rằng tin giả đã lan truyền từ lâu và cũng được người trong cuộc lên tiếng phủ nhận. Cô gái được cho là Tiểu Tam có tình ý với Châu Kiệt Luân đã đứng ra thanh minh tấm hình ảnh chụp chung đó, chẳng qua là sự kiện chụp ảnh cùng các fan của nam ca sĩ trước thềm đêm concert. Ngoài cô ra, còn có hàng trăm fan khác có cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng. Chúng tôi hoàn toàn không quen biết nhau, cũng không có mối quan hệ như những thông tin trên mạng. Tới ngày 25 tháng 1, Châu Kiệt Luân tự mình đứng ra phủ nhận thông tin với thái độ mỉa mai anti-fan cùng những kẻ tung tin. Anh đây debut làng giải trí bao nhiêu năm, vẫn còn có kẻ rắp tâm hãm hại ư, đúng là chết cười. Muốn làm ô uế thanh danh thì cũng phải nhìn đối tượng chứ. Tôi biết rất nhiều cung thủ muốn bắn hạ tôi, nhưng tôi đã trèo lên đỉnh núi rồi, ai còn có thể khiến tôi bị thương cơ chứ. Chính vì vậy, nếu tôi lên trước ông khi 80 tuổi thì vẫn có kẻ tung tin đồn thế này, tôi lại thấy vui đấy. Những chia sẻ của nam ca sĩ đã khẳng định tình cảm tốt đẹp của mình với bà xã Côn Lăng. Phủ nhận mạnh mẽ tin đồn từ trên trời rơi xuống mà kẻ xấu tung ra, hai vợ chồng đang vô cùng hạnh phúc và bận rộn với dự án phim vừa ra mắt. Châu Kiệt Luân, thanh xuân của bao thế hệ. Những năm 2000, Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, trở thành hiện tượng âm nhạc châu Á, là ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Trong concert năm 2017 của anh, hàng chục nghìn lightstick từ người hâm mộ đã in thêm dòng chữ: anh cùng chúng em trưởng thành, cùng chúng em già đi. 21 tuổi, album trời phát hành do chính nam ca sĩ sáng tác và trình bày. Sản phẩm trở thành cú hit tại thị trường Đài Loan, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Châu Kiệt Luân. Không chỉ thành công về doanh thu, Jay còn đem đến cho ca sĩ 10 đề cử và 5 giải thưởng tại giải Kim Thúc danh giá. Từ đây, Châu Kiệt Luân chính thức trở thành ca nhạc sĩ hàng đầu làng giải trí xứ Đài. Thừa thắng xông lên, một loạt album ăn khách tiếp theo là Fantasy, 8 độ không gian, Dịp hội Mỹ, Tên mẹ của Châu Kiệt Luân, Chào Market, Tôi bận, đưa tên tuổi Châu Kiệt Luân vượt khỏi làng nhạc Hoa ngữ, trở thành ngôi sao toàn châu Á. Màu sắc, cá tính trong âm nhạc Châu Kiệt Luân luôn mang nét độc đáo riêng biệt, mới lạ, không thể nhầm lẫn. Các hãng tin lớn của Trung Quốc như Xinhua, People's Daily, Global Times nhận xét sự xuất chúng trong nghệ thuật của anh là sự hòa trộn giữa R&B, pop, rock, rap hiện đại cùng chất liệu truyền thống của âm nhạc Trung Hoa. Nam ca sĩ có biệt danh Trey Châu đã tạo ra phong cách riêng biệt và thể loại nhạc mới, thường được gọi là phong cách châu thị và làn gió Trung Hoa. Năm 2003, Time gọi Châu Kiệt Luân là ông hoàng mới của làng nhạc châu Á. 2 năm sau, Trey tham gia diễn xuất với tác phẩm đầu tay In It To Die, cũng là phim giúp anh rinh về giải diễn viên trẻ xuất sắc tại Kim Mã Hồng Kông. Năm 2009, Châu Kiệt Luân lọt top 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á của CNN. Năm 2010, nam ca sĩ có tên trong danh sách 100 nhân vật sáng tạo toàn cầu của Fast Company, cùng với Lady Gaga và Jay-Z trở thành 3 ca sĩ trên bảng xếp hạng. Tiếp theo đó, giọng ca Thiên Lý Chi Ngoại tiến quân vào Hollywood với phim Ông Bắp Cải Xanh, và một năm sau, Trey Châu dẫn đầu danh sách doanh nhân Trung Quốc do Forbes đánh giá. Trả lời trên tạp chí Esquire, ông hoàng nhạc pop châu Á thẳng thắn: đế chế âm nhạc của tôi sẽ không bị thời đại đào thải. Lời khẳng định ấy tựa như tâm sự của một người hâm mộ Châu Kiệt Luân. Dù đã đi hết mọi ngã đường tuổi trẻ, tôi vẫn sẽ không quên mùi hương của thất lý hương, những hồi ức xa xôi ngàn dặm và giấc mộng về thần tượng thời thiếu thời. Không sợ hết thời vì gia đình là thành trì duy nhất. Câu hát, vẫn còn nhớ, bạn từng nói gia đình là thành trì duy nhất trong bài Hương Lúa của Châu Kiệt Luân đã khiến bao người xúc động. Có lẽ cũng chính là tâm tư từ đáy lòng của nam ca sĩ. Có thể nói, trong hành trình âm nhạc và cuộc đời mình, mẹ Châu Kiệt Luân, Diệp Huệ Mỹ chính là người quan trọng nhất với anh. Chỉ cần mẹ vui, tôi nguyện vì bà ấy mà bỏ ra tất cả, giọng ca xứ Thanh Hoa chia sẻ. Mẹ Diệp đã phát hiện năng khiếu, dốc lòng đầu tư vào giấc mơ âm nhạc của con trai. Dù trải qua biến cố bố mẹ ly hôn hay thất bại trên đường học vấn, thậm chí trong giai đoạn đầu bế tắc của sự nghiệp, mẹ vẫn luôn là người bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho Châu Kiệt Luân. Khi đó, bà và mẹ tôi rất lo. Mẹ tôi luôn kỳ vọng tôi có thể phấn đấu, cố gắng có sự nghiệp của mình. Nhưng lúc ấy, tôi làm gì cũng thất bại. Điều tôi biết ơn mẹ nhất chính là sự bao dung và miệt mài tìm kiếm cơ hội cho tôi, mong tôi có một tương lai tươi sáng hơn, Châu Kiệt Luân tâm sự. Tôi trưởng thành từ sự đổ vỡ của bố mẹ. Tôi cũng không có nhiều niềm tin vào hôn nhân. Bạn hỏi tôi khi nào kết hôn,
có thể trước năm 35 tuổi, nhưng với ai còn tùy duyên số, nam ca sĩ kể. Và Jay cũng từng thừa nhận, yêu tôi là khổ, những ai trở thành bạn gái tôi đều phải chịu vất vả. Vì lẽ đó, trong suốt một thập kỷ, nam ca sĩ nổi tiếng đào hoa với danh sách người tình tin đồn kéo dài là Thái Y Lâm, Hầu Bội Sâm, Giang Ngữ Thần, Điền Phước Chân, Hebe, Từ Nhược Tuyên, Ôn Lam. Dù vậy, chưa mối tình nào được ngôi sao xứ đài công khai. Thế nhưng, năm 2010, Thiên Vương đã gặp cô Lăng Hana, người phụ nữ của đời anh. Bỏ mặc đồn đoán mối tình sẽ sớm nở tối tàn, sau 4 năm, Châu Kiệt Luân chính thức công khai hẹn hò cô Lăng. Khi đó, người đẹp mới 21 tuổi. Em là cô gái trong ca khúc anh viết 16 năm trước. Mãi nắm lấy tay em đi hết cuộc đời này, Jay bày tỏ với nàng thơ của mình. Đầu năm 2015, Châu Kiệt Luân quyết định xây dựng thành trì duy nhất đời mình. Hôn lễ xa hoa lãng mạn của đôi uyên ương ở Anh khiến công chúng trầm trồ. Toàn bộ chi phí bao gồm cả đài thọ di chuyển và lưu trú của khách mời lên đến hơn 3 triệu USD. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục tổ chức 3 tiệc báo hỷ tại Đài Loan, hơn 560.000 USD, Australia và Trung Quốc đại lục để chung vui cùng bạn bè. Trong hôn lễ, Cung Lăng tự nhiên nàng công chúa bước ra từ truyền cổ tích, sánh đôi cùng Thiên Vương châu Á. Bà xã Châu Kiệt Luân hạnh phúc nói, may mắn đã mỉm cười với tôi. Còn với Jay, tình yêu nồng nàn luôn được thể hiện trong các sáng tác tặng vợ. Em thú thích bảo rằng anh phản bội em, anh hỏi khi nào, em nói rằng ở trong mơ. Trong Bệnh Công Chúa, hay Đừng sợ mọi người sẽ xáo trộn bởi có em là có cả thế giới này. Người yêu ơi, kể từ khi yêu em, ngọt ngào đã đến với anh. Người yêu ơi, xin đừng bướng bỉnh nữa, ánh mắt em như đang nói rằng em đồng ý, trong bong bóng tỏ tình. Kể từ khi tìm được ý trung nhân, Châu Kiệt Luân luôn khiến showbiz ghen tị vì sự hạnh phúc, lãng mạn như bản tình ca. Nam ca sĩ sẵn sàng gác công việc để cùng vợ và gia đình du lịch, luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi bạn đời trong những ngày thai kỳ hay sinh nở. Anh thương em trước, rồi thương con, vì em là mẹ của con anh, vất vả mang nặng đẻ đau sinh con cho anh, Jay tâm sự. Tháng 7 năm 2015, công chúa đầu lòng có tên Hathaway, viết tắt của câu Hana Tells Jay, tức Hana làm tan chảy trái tim Jay, kết tinh tình yêu của cả hai chào đời. Jay còn viết tặng con gái bài hát Tình Nhân Kiếp Trước với ca từ cảm động. Thế giới này vì con mà hiện ra dáng vẻ ánh dương tươi sáng. Cảm ơn con, nếu không, bố đã quên mất chân thật là gì. Năm 2017, gia đình họ Châu đón thêm thành viên mới, bé Romeo. Cậu bé được mọi người khen giống bố Y Đúc, là bảo bối cưng chiều của cả nhà. Châu Kiệt Luân thiếu thốn tình cảm bố từ nhỏ. Anh ấy luôn muốn con cái sẽ có cuộc sống khác mình, thật sự hạnh phúc. Vì thế, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì con, bạn bè nam ca sĩ sẽ chia với Sina. Hạnh phúc bên gia đình nhỏ, song Jay cũng thường xuyên đối mặt với những hoài nghi hết thời khi các tác phẩm sau này như Dấu Chấm Than, Opus 12, Ayo Không Tồi hay Chuyện Kể Đầu Giường đều bị đánh giá một màu, thiếu bứt phá. Tuy nhiên, Châu Kiệt Luân vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời đồn đoán đó. Dù kín tiếng hơn trong hoạt động nghệ thuật, nhưng các tác phẩm mới của Jay hứa sẽ không khóc, chờ gió đi qua, vẫn ghi dấu trong lòng người hâm mộ. Sau truyền hình Jay Style Trip mà Châu Kiệt Luân hợp tác cùng Netflix phát sóng vào tháng 5 năm 2020 cũng nhận được sự đón nhận và phản ứng tích cực từ khán giả.